thì có đến thăm Đà Lạt và có ghé qua cái làng SOS của mình, thì có một món quà nhỏ cũng như một cái khoảnh khắc rất là ngắn ngủi thôi để chơi cùng với các con. Thì thay lời các cô chú cũng rất mong là các con phải cố gắng chăm ngoan và học giỏi để cố gắng là sau này sẽ là một mình những người con rất là ưu tú và tốt, là giúp ích cho thành phố Đà Lạt. Các con nhé, hứa không? Hứa thì nhất quyết giơ lên nè. Rồi, bây giờ các bạn chúng ta hãy cùng 1, 2, 3 thật lớn tay nhé. 1,